Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào tối ngày Chủ nhật 4 tháng 12, 2022, Cơ sở Hy vọng đã có buổi gây quỹ hàng năm tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và yểm trợ nhân quyền cho Việt Nam, được tổ chức tại thành phố Anaheim, Nam California. Và giáo sư Lê Tinh Thông, trưởng ban tổ chức, đã cho chúng tôi biết thêm chi tiết. Kính chào quý khán thính giả đài SBTN. Rất hân hạnh được giới thiệu với quý đồng hương về cái Cơ sở Hy vọng. Chúng tôi tiếp tay với các linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam để yểm trợ cho các thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống lay lắt tại quê nhà. Và hôm nay bữa tiệc gây quỹ nhằm yểm trợ cho các trai dòng Chúa Cứu Thế để các ngài có phương tiện giúp đỡ các gia đình thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay một số người đã qua đi, và hiện tại thì các gia dòng Cứu Thế cho biết là hiện tại còn có khoảng 5.500-6.000 thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn sống tại quê nhà. Và chúng tôi hàng năm các linh mục dòng Chúa Cứu Thế tổ chức cho buổi kêu là một cái chương trình tri ân thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Thưa giáo sư có thể cho biết là trong thời gian qua chúng tôi cũng biết là các linh mục dòng Chúa Cứu Thế cũng bị cản trở rất nhiều về cái công việc mà giúp đỡ các thương binh. Vâng, thưa anh, thì cái việc mà các cha dòng Chúa Cứu Thế giúp đỡ thương binh đã bị cộng sản nó gây khó khăn lâu rồi, ngay từ bước đầu tiên, và đã áp lực với bề trên dòng Chúa Cứu Thế, cho nên các linh mục phải dời xuống Cần Giờ. Hiện tại làm việc Cần Giờ rất là khó khăn, eo hẹp, và có những lúc các ngài quy tụ lại một nơi để mà gặp gỡ các anh em đó và để giúp đỡ các anh em đó. Trong chương trình chúng tôi còn biết là hội cũng giúp đỡ cho các tù nhân lương tâm. Dạ đúng vậy, Cơ sở Hy vọng cũng giúp đỡ cho các tù nhân lương tâm ở tại quê nhà, và chúng tôi cũng liên lạc với lại những anh em cựu tù nhân lương tâm mà để họ trở thành những thiện nguyện nguyện viên để giúp trao món quà tận tay các gia đình của tù nhân lương tâm. Trong buổi gây quỹ, ban tổ chức cũng đã có lời cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của đồng hương, với số lượng người tham dự đã ra ngoài sự dự đoán của ban tổ chức. Và sau phần nói chuyện của linh mục Nguyễn Văn Khải dòng Chúa Cứu Thế nói về thương binh Việt Nam Cộng Hòa và tình hình nhân quyền tại quê nhà, là đến phần ban tổ chức trình chiếu video lá thư ngỏ của linh mục Hồ Đắc Tâm dòng Chúa Cứu Thế, chánh xứ giáo xứ Cần Giờ, gửi tới Cơ sở Hy vọng và quý ân nhân. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa với quý vị trong thư tâm tình tri ân ngày 14 tháng 4 năm 2022, sự hỗ trợ của quý vị là rất đáng kể, chiếm đến 32% cho chương trình của chúng tôi, một chương trình đã kéo dài đến năm nay nữa là năm thứ 11. Mặc dù đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, nhưng vẫn còn tiếp tục phục vụ, tất cả chỉ để phụng sự Thiên Chúa và nâng đỡ những mảnh đời rách nát, bất hạnh, hầu cùng nhau đi nốt cuộc đời. Kính thưa quý vị, nay thì đã đến lúc chúng ta bắt đầu triển khai chương trình tri ân mùa xuân năm 2023. Quý vị cũng đã biết rằng đa số ông bà thương phi binh của chúng ta hiện nay đã cao niên, lại còn bệnh tật trên thân thể không toàn vẹn, nên chuyện sống chết không biết lúc nào. Năm vừa qua, số vị nhận quà ít hơn năm trước là 187 người. Năm nay rất nhiều vị đã qua đời, nhưng số vị ghi danh thêm thì rất ít. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ đến một ngày không xa, chúng ta không còn cơ hội để phục vụ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nữa. Vì thế chúng tôi khẩn thiết kêu mời quý vị, ân nhân và bà con, khán thính giả nghe đài, rộng lòng chia sẻ với họ. Chúng tôi biết rằng sau thời kỳ đại dịch, quý vị đang đối diện với nhiều khó khăn về kinh tế và phải nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh sống mới. Nhưng xin quý vị hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, là những người đang ở tận cùng sự khổ đau, cả tinh thần lẫn thể chất, để cảm thông và chia sẻ với họ. Chúng tôi tin rằng lòng quảng đại của quý vị sẽ được ơn trên bù đắp. Kính thưa quý khán thính giả, để tìm hiểu thêm về Cơ sở Hy vọng,
quý vị có thể vào trang mạng vanhoimoi.org hay liên lạc qua số điện thoại 714-277-9888. Phan Đại Nam tường trình cho SBTN từ thành phố Anaheim, Nam California.